chân tướng bức ảnh Quán Thế Âm cưỡi rồng và những lần hiển linh kỳ lạ trước mắt hàng ngàn người. Bức ảnh này là hình ảnh Quán Thế Âm cưỡi rồng đã lan truyền ở Đài Loan vào những năm 1970. Người ta nói rằng những hình ảnh chân thực do các nhân chứng gửi đến không chỉ xảy ra ở Đài Loan mà những nơi khác cũng xuất hiện sự kiện Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh. Trong đó sự kiện lớn nhất đã có hơn 10.000 người chứng kiến tại hiện trường. Đây thực sự là phép màu hay chỉ là ảo giác tập thể của con người? Liệu những sự kiện này có chứng minh được Quán Thế Âm là có thật hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Quan Âm cưỡi rồng. Có lẽ rất nhiều tín đồ Phật giáo đã từng nhìn thấy một bức ảnh như vậy. Trong bức ảnh là Quán Thế Âm Bồ Tát áo trắng đang đứng trên rồng thần giữa mây, tay trái cầm bình ngọc, tay phải cầm cành dương liễu. Tương truyền đây chính là hiện thân của Bồ Tát đã may mắn được máy ảnh chụp lại. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của bức ảnh này. Vào năm 1973, một phi công người Mỹ đã nhìn thấy một đám mây kỳ lạ khi anh đang lái máy bay qua Đài Loan. Tình cờ người phi công này đã chụp một bức ảnh về đám mây. Nhưng khi bức ảnh được lan truyền rộng rãi, anh ấy mới phát hiện ra điều kỳ diệu của hình ảnh Quan Âm cưỡi rồng. Có một ý kiến khác cho rằng đó là bức ảnh do Hoa Kỳ chụp được trong cuộc không kích vào Đài Bắc. Và nguồn gốc cuối cùng được phổ biến trong nhân dân đó là khi trận lụt xảy ra ở Đài Loan năm 1959, Quán Thế Âm Bồ Tát đã hiện thân để cứu độ chúng sinh. Cho dù là nói theo cách nào thì đó vẫn là một truyền thuyết được người dân truyền tay nhau về sự hiển linh thần kỳ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát có pháp thuật vô biên như vậy nhưng vẫn cưỡi rồng? Trong khi trong ấn tượng chung của chúng ta, Quán Thế Âm thường xuất hiện trên tòa sen. Ngoài ra còn có một truyền thuyết cảm động khác về sự từ bi phổ độ chúng sinh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào thời cổ đại, có một cơn mưa kỳ lạ rơi xuống một thị trấn ở Nam Hải. Những người bị dính phải cơn mưa sẽ mắc phải một căn bệnh lạ. Cả người vô cùng ngơ ngáy. Sau đó da sẽ mưng mủ mà không có loại thuốc nào chữa khỏi. Cuối cùng sẽ phải qua đời trong đau đớn. Lúc đó có một người lái đò là Lão Thạch cũng mắc căn bệnh lạ này. Nhưng ông quyết định giấu không để gia đình mình biết và một mình ra bờ biển chờ đến lúc tận số. Vào đêm hôm đó, Lão Thạch bất ngờ nhìn thấy những con sóng lớn trên biển. Trên con sóng lớn có một đứa bé nhỏ khoảng 3-4 tuổi. Vốn tưởng là con cái nhà ai đi lạc, Lão Thạch định gọi đứa bé lại thì đứa bé nhỏ tự động vào bờ, tiến đến gần và đưa một vật sáng cho Lão Thạch rồi biến mất trong biển khơi. Khi Lão Thạch định thần lại thì phát hiện thứ sáng ngời đó hóa ra là một vảy cá khổng lồ mà cả đời Lão chưa từng thấy qua. Vào lúc này, tất cả sự ngứa ngáy và cả vết thương trên người Lão cũng biến mất một cách thần kỳ. Sau đó, dưới sự dốc sức truyền tin của Lão Thạch, tin tức về vảy cá có thể chữa khỏi bệnh nhanh chóng được lan truyền trong thị trấn. Ngày hôm sau, một số lượng lớn người mắc bệnh lạ đã đến bờ biển và đợi đến tối. Đứa bé thực sự đã xuất hiện và ôm rất nhiều vảy cá để chữa bệnh cho mọi người. Sau khi được cứu sống, mọi người đều nói rằng đứa bé ấy là một nàng tiên cá ở biển. Bấy giờ những người thường nghi ngờ về những câu chuyện huyền ảo đều đã tin vào điều đó. Đến ngày thứ ba, đã có vô số những người bị bệnh tụ tập ở bờ biển. Nhưng lần này không phải đứa bé mà là một con rồng lớn. Con rồng bay lên từ biển khiến mọi người kinh ngạc. Nhìn thấy thần long nằm trên bãi biển, trên mình nó là hàng trăm chiếc vảy giống hệt chiếc vảy đã chữa bệnh cứu người trước đây. Mọi người mới biết đứa bé mấy ngày trước đúng thật là hiện thân của long thần. Ai nấy rối rít không ngừng dập đầu nói lời cảm ơn sự giúp đỡ. Sau khi được chữa trị, mọi người đều đã khỏi bệnh. Nhưng ngay khi họ tưởng rằng cuộc sống đã trở nên yên ổn thì tai họa lại ập đến. Cơn mưa kỳ lạ đó không hiểu sao lại tiếp tục rơi xuống thị trấn. Lần này nước mưa khiến những người bị bệnh đau đớn đến mức phải ra bờ biển để chờ thần long giúp đỡ. Đêm đêm thần long vẫn xuất hiện, nhưng lần này có quá nhiều người bị bệnh. Thần long đã dùng đến những chiếc vảy cuối cùng trên người nó để cứu người. Đến khi kiệt sức, thần long đã gục xuống bãi biển. Lúc này ôn thần xuất hiện từ những đám mây đen trên bầu trời. Hóa ra cơn mưa kỳ lạ này là do ôn thần gửi đến để trả thù long thần về tội dám chống lại ông. Biết rằng mình đã mắc bẫy, long thần gầm lên một tiếng, nhưng với sức lực yếu ớt, nó đã bất lực trong việc giúp người dân chống lại ôn thần và bệnh dịch. Trong lúc ôn thần đang hả hê, thì chợt giữa những đám mây từ từ hiện ra một đóa hoa sen. Ánh sáng của những đám mây hồng chiếu khắp mặt đất,
Quán Thế Âm Bồ Tát đứng trên đài sen, thấy Long Thần gặp nạn vì làm việc thiện, nên Ngài đã dùng pháp thuật của mình để giúp đỡ. Những cánh hoa sen trên bảo tọa lần lượt rơi xuống người Long Thần. Vết thương của Long Thần ngay lập tức biến mất. Tuy nhiên, lúc này thị trấn vẫn tràn ngập bầu không khí đen tối do ôn thần tạo ra. Chỉ có một loại đất trên đảo Tiên mới có thể loại bỏ hoàn toàn bệnh dịch. Nhưng bảo tọa của Bồ Tát đã dùng để chữa cho Long Thần nên không thể đến nơi này. Thấy vậy, Long Thần đã chủ động cõng Quán Thế Âm Bồ Tát trên lưng bay tới đảo Tiên. Không bao lâu sau, mọi người nhìn thấy một vầng hào quang màu vàng từ trên trời chiếu xuống rồi biến mất. Và đằng sau vầng hào quang ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát hiền từ cưỡi trên lưng rồng đang quan sát nhân gian. Từ đó, truyền thuyết về Quan Âm cưỡi rồng được lan truyền rộng rãi. Trên thực tế, có nhiều sự việc khác tương tự ở thời hiện đại. Nhiều người còn chụp lại được hình ảnh làm bằng chứng về sự hiển linh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào những năm 1990, hàng chục nghìn người đã chứng kiến sự xuất hiện của Quán Thế Âm Bồ Tát tại Phật Sơn. Những hiện tượng này liệu có thể được giải thích rõ ràng bằng khoa học hay không? Quán Thế Âm nhiều lần hiển linh. Vào ngày 3 tháng 10 năm 1997, hơn 10.000 người đã tập trung trên núi Phổ Đà để tham gia pháp hội. Nhưng có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Theo người chủ trì, vào thời điểm đó, pháp hội tổ chức khai quang tượng Quán Thế Âm tại Nam Hải. Thế nhưng vào hôm đó, tiết trời trở nên rất xấu kèm theo mưa gió, khiến mọi người ngạc nhiên vì theo dự báo thời tiết trước đó sẽ không có mưa. Tuy nhiên, trời mưa đã kéo dài rất lâu và không có dấu hiệu dừng lại. Mưa vẫn tiếp tục cho đến ngày 29. Người chủ trì và các tín đồ Phật tử đều lo lắng rằng nếu đến ngày 30 mà trời vẫn chưa tạnh thì đừng nói đến việc có bao nhiêu người hành hương sẽ đến. Ngay cả pháp hội cũng có thể không được tổ chức bình thường. Ngay khi vị sư chủ trì pháp hội cảm thấy bối rối thì cơn mưa đã tạnh một cách kỳ diệu. Vào đêm ngày 29, bầu trời trở nên rất quang đãng nên buổi lễ đã được tổ chức theo đúng kế hoạch dự kiến. Sự kiện này thu hút hơn 10.000 tín đồ đến tập trung tại buổi lễ. Không khí rất náo nhiệt. Một điều không ngờ rằng ngay sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì thời tiết vốn đang nắng ấm lại đột ngột chuyển biến bất thường. Ánh nắng mặt trời bị mây đen che phủ, bầu trời nặng trĩu khiến người ta có cảm giác như không thở nổi. Đây giống như thời tiết không thuận theo lòng người. Lúc này vị sư chủ trì chỉ có thể cố gắng tiếp tục tổ chức buổi lễ, chỉ hy vọng cơn mưa sẽ tới muộn hơn. Nhưng sau khi chú tiểu kéo tấm che tượng Quán Thế Âm thì phép màu lại một lần nữa xuất hiện bất ngờ. Một chùm ánh sáng ấm áp xuyên qua các đám mây chiếu vào tượng Quán Thế Âm. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là trên đầu tượng Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện một vầng hào quang. Vào khoảnh khắc trang trọng này, bỗng có một tín đồ bên dưới hét lên: "Nhìn kia, Bồ Tát đã xuất hiện trên bầu trời." Câu nói này khiến tất cả mọi người phải ngẩng đầu nhìn. Hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát uy nghiêm như thật đứng trên mây. Dường như Ngài đã thực sự xuất hiện. Lúc này, mọi người không còn kìm nén được sự cảm kích trong lòng mà liên tục cúi đầu bái lạy. Sự kiện này sau đó đã được truyền bá rộng rãi. Nhiều người cho rằng núi Phổ Đà là một ngọn núi linh thiêng. Những điều kỳ diệu xảy ra trên núi Phổ Đà còn rất nhiều, không chỉ trong thời điểm năm 1997. Ngay từ năm 1917, Tôn Trung Sơn đã tự miêu tả trong nhật ký chuyến đi Phổ Đà rằng không biết là do ảo giác hay lý do nào khác mà khi đến thăm chùa Huệ Tế, ông đã nhìn thấy cảnh tượng bánh xe biến mất một cách kỳ lạ. Và ngoài núi Phổ Đà, những cảnh tương tự cũng đã xuất hiện nhiều lần ở những vùng khác. Năm 2010, chùa Trương Hoa ở Kinh Châu tổ chức đại giới Đàn Tam Đàn. Hình ảnh chư Phật Bồ Tát cùng xuất hiện trên bầu trời. Năm 1998, tại Ngũ Đài Sơn tổ chức đại lễ, mọi người chụp ảnh với vị trụ trì lúc bấy giờ và rất nhiều bức ảnh khác nhau đã được lan truyền. Tuy nhiên, trong một số bức ảnh, các tín đồ phát hiện hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát hiện lên trên bầu trời phía sau nơi họ đứng. Vào năm 1994, tại lễ khai quang chùa Vạn Đức, hình ảnh thật của Quán Thế Âm xuất hiện trên bầu trời cũng đã được một Phật tử chụp lại. Có vô số ghi chép về sự xuất hiện của các vị Bồ Tát đại diện cho một ước nguyện tốt đẹp của con người. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, những sự kiện này có vẻ rất phi lý. Vậy những hiện tượng này có thể giải thích được bằng khoa học hay không? Nguồn gốc thực sự của những bức ảnh đen trắng nổi tiếng về Quán Thế Âm cưỡi rồng đến từ đâu? Hình ảnh đẹp nhất không phải nằm trong phim điện ảnh hay truyền hình, mà là hình ảnh sự kiện Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra dưới sự chứng kiến của hàng chục nghìn người. Ở thế kỷ trước, vào những năm 1970,
tại một tỉnh của Đài Loan cũng đã từng xảy ra sự kiện quán thế âm cưỡi rồng thần kỳ và cũng được lưu lại bằng những bức ảnh. Thực sự có phép màu hay không? Kể từ sự kiện quán thế âm Bồ Tát Hiền Linh ở Đài Loan đã tạo nên dư âm lớn trong quần chúng nhân dân. Tuy có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng họ đều coi bức ảnh đen trắng của quán thế âm cưỡi rồng là thật. Nhiều tín đồ trong bức ảnh này ở nhà và trân trọng như một kho báu tinh thần. Sự xuất hiện của quán thế âm không chỉ làm sáng tỏ niềm tin nhiều năm của họ, mà còn là ánh sáng từ Phật Pháp. Bức ảnh này còn được in trên những kinh sách Phật giáo. Thậm chí có một số tu viện trưng bày bức ảnh trong chánh điện và thắp hương hàng ngày. Nhiều nguồn thông tin lại cho rằng, bức ảnh đen trắng của Quan Âm cưỡi rồng được các bộ phận liên quan xác định thực sự là một bản làm lại đen trắng của bức tranh sơn dầu Quan Âm cưỡi rồng tại Tokyo, Nhật Bản. Một họa sĩ đã vẽ bức tranh sơn dầu này vào năm 1890. Và bức ảnh này bị mọi người nhầm lẫn về sự xuất hiện của quán thế âm Bồ Tát này, thực chất chỉ là một bức tranh vẽ. Điều nhầm lẫn này có thể do một số người cố tình bóp méo sự thật và lan truyền tin đồn khiến mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Sự kiện Bồ Tát xuất hiện cùng với các vị thần và chùm ánh sáng chiếu xuống tượng Quan Âm cũng được giải thích bằng hiệu ứng tin đồ. Thế nhưng, trên thực tế không ít lần bản thân các tín đồ chứng kiến phép màu đến với bản thân từ việc cầu nguyện đến quán thế âm Bồ Tát. Mặc dù không ai có thể chứng thực 100%, nhưng tự mỗi người, với niềm tin và sức mạnh tinh thần, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự trở che của quán thế âm Bồ Tát. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.